của mọi người. Michelle nhảy giật giật nữa đi. Giật cỡ nào? Giật cỡ nào? Đúng rồi nha, anh ở ngã hai Phan Thiết nha. Sao không thấy em hát chung với Trúc Nhân? Dạ đang không có show chung. Có là hát chứ có gì đâu. Tại vì anh ở San Jose, chị Phơ là ở OC, cho nên là về hai chuyến khác nhau, book từ lâu rồi, cho nên là bây giờ không có muốn có muốn về cũng không về được. Trời ơi, anh Lâm nói ai ưa Michelle comment 1, Disper 2 không ưa. Cuối cùng là có ưa hay không ưa vậy cả nhà? Rồi cuối cùng Bắp ơi, có ưa Michelle không? Kéo nón qua chân mày đi, ok. Chuyến này Michelle về hất mặt lên nhìn cà với Phơ. Không nha, tính của tôi là dù tôi có giàu tôi vẫn nhìn bạn bè của tôi như một. Cái tính từ xưa đến giờ vậy rồi, không có hất mặt gì lên hết á. Bé bót nhưng không chịu nhận, bà thử chưa bà biết tôi bót. Là mọi người ưa đúng không? Comment 1 là mọi người ưa đúng không? Vậy là anh Jessica đang livestream hả? Kêu là comment 1 là ưa Michelle, comment 2 là không ưa Michelle hả? Bây giờ mọi người ơi, comment 1 là ưa Jessica, comment 2 là không ưa Jessica. Comment đi. Trời ơi, muốn về cu phim lắm cả nhà ơi, muốn về cu phim lắm. Muốn về cu phim lắm. Ủa, mọi người gửi cho Michelle cái clip ở cái gì mà anh Lâm đăng được không? Cảm ơn bánh mì tám xiên, cảm ơn Thu Trang, cảm ơn Ngọc. Michelle đang giữ em bé ở bên San Jose nè. Đó, bà chủ kêu đó. Bà chủ vô đây. Được bên em xoa dịu nỗi nhớ người, để nụ hôn nói thay những khoảng cách ngăn tình ta. Qua đây nè, bà chủ bồng. À, bồng bà chủ nè. Đó, bồng bà chủ nè. Ừ, Jessica đang poster thiếu Michelle. Tại Michelle chưa có về kịp chứ. Anh có gọi, Jessica có gọi là hỏi có xuống cu phim không. Nhưng mà Michelle lúc đó đang trên máy bay. Sáng ngày 8 tháng 4 Michelle mới về tới nhà. Không có quýnh em bé, trời ơi. Bên này quýnh em bé là bullet nó còng. Bullet nó bắt vô đồn liền mấy má ơi. Ủa, Michelle ơi, thật sự nãy giờ là Michelle rất kỳ luôn. Không biết Michelle biết chuyện đó không, kỳ là sao vậy? Lần đầu tiên anh qua Mỹ là mấy tuổi ta? Lúc đó anh mấy tuổi ta? Hai mấy tuổi? 24, 25 gì đó. Hát hay quá, chắc không bad boy. Hên xui nha. Vậy Michelle là top hả má? Nửa đi mấy má thì hoài luôn. Suốt ngày à. Top bot chai hay là less omo gì kệ người ta. Giật cái ti giả đi. Trời ơi, sao mấy cái đứa này nó giữ trẻ online nó ác dễ sợ luôn á. Nó kêu con ta đang giật uống cái bú cái ti mà nó kêu giật cái ti đi. Thiệt á. Cái bài Michelle nhảy nó viral khắp Việt Nam rồi. Bài gì vậy ta? Ông bà chủ đi New York. Mà ông bà chủ cũ thôi, bây giờ là fans rồi. Bây giờ là bà giàu ngang nhau rồi. Ủa sao lại gọi anh là chú? Mới có 27 tuổi à. Trời ơi, nè coi nè, nó kêu là ngắt nó một cái cho nó khóc chơi sao. Trời ơi, sao cộng đồng mạng ác dữ vậy? Con nít người ta mà đòi ngắt con người ta là sao? Búng lỗ tai thử đi chú. Nội ơi, sao mà. Trời ơi là trời.
Nói đi, chửi chửi đi. Kêu kêu bóp mũi mi... Kêu bóp mũi con nít đi. Trời ơi, nhéo giùm em một cái. Mấy cái đứa này nó không có yêu con nít ta. Kỳ vậy ta. Cộng đồng mạng trời gì mà bẻ răng đi anh. Trời ơi, mấy cái đứa này giữ con nít đó, đòi đánh kìa. Đòi đánh kìa. Bullet là bắt mấy bà đó. Mấy bà đó mà kêu rứt cái núm vú ra đường cho nút nữa sao. Mấy cái đứa này. Cái gì? Trời, giả vô cái mỏ nó. Sao mà trời đất ơi, mấy cái đứa này thiệt á. Mấy đứa này mà giữ trẻ là bị bullet bắt hết nè. Nhét cái ớt vô họng. Tôi lạy mấy bà. Mấy bà ơi, con nít người ta, tôi lạy mấy bà. Nhổ tóc bạc cho bé đi. Con nít sao có tóc bạc mấy má. Tán vô tay nó cái chát đi xeo. Trời ơi, mấy cái người ác, ác nhân thiệt sự á. Con của Sơn Quang Nguyễn phải không em? Ủa ai vậy? Sao biết vậy ta? Ai mà biết hay vậy ta? Con của Michelle với bà chủ hàng hả? Trời ơi, bậy bạ quá mấy má ơi. Chị em tôi mấy má. Tháng 4 về có show không? Tháng 4 về là anh có một plan cho một show mới rất là bự ở Việt Nam. Rất bự. Và có hát một cái show của nhạc sĩ Đức Trí mà đang rất là hot đó mọi người. Michelle về Việt Nam, móc cứt mũi cho nó đi Michelle. Trời ơi là trời, tôi lạy luôn á. Kìa đó, ba sợ rồi, bế con nít luôn, bế luôn rồi, đâu có dám cho bồng nữa đâu. Anh ơi. Ok, anh mà có show anh báo liền nha. Anh ơi, nhổ lông nách cho bé đi. Lông ở đâu ra mà nhổ, mấy má con người ta mới đẻ à. Anh chưa về Việt Nam hả? Mai anh lên máy bay về nè cả nhà. Nè, không bài hát mới, cái bài gì mà chà lết dưới sàn, đúng rồi, chờ đi. Cái bài này chà dữ lắm. Chà chà lết lết. Nuốt trái châu đi Michelle. Nuốt trái châu. Siết à, siết à, tới giờ siết à. Nuốt trái châu, nuốt trái châu nha. Ở nhà ơi, nuốt trái châu. Michelle đi hotel có một đêm mà đẻ con rồi. Ừ. Đẻ bằng nách đó mấy má. Hạt nhài là cái gì? Hạt nhài là cái gì cả nhà? Hạt nhài là cái gì? Đừng có vô tao nói LGBT top lock quá. Michelle, hạt nhài là cái gì? Hạt nhài à, là hài nhạc hả? Ê, tao đâu phải diễn viên hài đâu mà. Tao có phải diễn viên hài đâu mà tao hài duyên. Chừng nào anh về với gia đình người Hàn? À, về là chuẩn bị xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc nữa nè. Top hay bot vậy idol? Cái gì kệ bà nội tôi. Michelle kéo cái mũ ở lông mày đi. Là sao, là vậy hả? Là vậy hả? Cắn cái mắt kính đi Michelle. Tao nói thiệt á, cộng đồng mạng nó sao á. Gây hai màu mày á. Con này đúng đẹp luôn. Con này đúng đẹp luôn á. Con này đúng đẹp luôn á. Michelle nói tiếng Anh đi Michelle. Hello everyone. I'm from Vietnam and I have a green card in the US. Tomorrow I come back to Vietnam for travel and I come back to US and stay long. You know. Trời ơi là trời, chào đại sứ cộng đồng LGBT. Cái gì vậy mấy má? Tôi không có làm đại sứ cho cái gì hết á. Tôi vẫn chơi với Trúc Nhân, chưa có nghỉ chơi. Bao giờ nghỉ chơi tôi thông cáo báo chí. Michelle là người ED à? Không, người Lào mát.